cầm lại nha, đừng đừng cầm cái này, đừng đừng cúi đầu, đừng cúi đầu, ngày hiển thánh của quốc công tiếp chế
Phường Lam, quận Thanh Xuân, xin được dâng lên nén tâm hương trước thánh đường, nén hương thơm thấu đến tử trùng, hóa thơm lan tỏa trong cung thánh đường. Xin tưởng nhân anh nhân chứng giám, người họ Trần xa cũng hoan thân, đời đời vững bước đôi chân, phát huy khí phách tinh thần đông lai. Mở đầu chương trình lễ dân hương, xin được trân trọng kính mời ông Trần Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Hòa Trần Việt Nam tỉnh Ninh Bình, ông Trần Công Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Hòa Trần Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Hòa Trần Việt Nam huyện Kim Sơn, ông Trần Minh Chính, Phó Chủ tịch Hòa Trần Việt Nam huyện Kim Sơn, thay mặt đoàn nhân dân cảm thương một quốc thánh. Thank you.
vị không công với đất nước. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 717 năm ngày quốc công tiếp chế hương đạo đại vương hiệp thánh, ban chấp hành hòa thượng Việt Nam huyện Kim Sơn xin được dâng lời sớ văn lên chức anh linh quốc công tiếp chế cùng chư vị. Quý xin anh linh chư vị phù hộ độ trì cho toàn thể anh chị em con cháu các thế hệ hậu duệ họ Trần cùng tất gia căn họ già được mạnh khỏe, trẻ được yên vui, trai gái dâu già, các thế hệ hậu duệ đều được lang thang nữ tú, học hành, công tác, lao động, mọi việc đều được hanh thông. Xin trân trọng kính mời ông tưởng thay mặt đoàn nhân dân lời sớ văn. Mình dưới
phù hộ đất trì cho dân làng bản hà mạnh khỏe bình an, lộc tài hoa hồng kiếm nghìn nhân vô sợ công an phó giám y thần ngôn nhân thần đảng trị thần thế hạnh đai thánh môn cửa sử thánh tố đoàn như tiên tự nhiên bằng ta toàn bằng vô thánh lục cẩn trí cấu đạo tiếp các anh gia thị kính thứ nhật đất nhật thứ thiết hữu hóa thiên ngân thiên cống phụ thần phụ hữu sơ bằng thiên thôn luận cấu cống thi thần trời thánh nhân ước đạo đạo ngọc điện hạ trần treo phải thánh vương phụ vương mẫu vừa phi phụ dân nguyện hạ trần treo vương tẩm vương nữ vương kế vương tuần giao phòng đặng vương điện hạ tả hữu công đồng lượng ban văn nhân hữu hổ thần quán thánh kiến phụ vọng đạo vương nga đầm đông tần công tập quốc cánh dân cờ tà phó chứng cảnh lợi thất hiện giải ngài tự đông tự tay tự đám tự bắc quốc hữu tự gia hữu kỷ nghi xuân nghi hạ nghi thu nghi đông tiến cảnh như tư cảnh thần ngờ tất hiếm khi đi đi tịch sắc tuôn đông người tình đại trần hòa tinh ngôn nặng khí thiết khi gần khí cảnh sớ đông dọc liền mưa bát mưa thập nhật thần hướng đầu thượng ngã sâu
trân trọng tuyên lời quý vị thay mặt ban chấp hành họ Trần Việt Nam huyện Kim Sơn dành phút chiêm bái và tri ân công đức quốc công tiết chế hương đạo đại phương. Phần lễ dân hương năm Đức Thánh đã được hoàn tất. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời tôn trọng tôn chính chủ tịch họ Trần Việt Nam huyện Kim Sơn, trân trọng kính mời ông Trần Văn Sử, trưởng ban khánh quốc đền xã Quang Thiện, mời hai ông nhân Trang và Nhật đã gửi linh khí nhân thương của họ Trần. Trân trọng kính mời hai ông. Hãy để ban tổ chức xin được